Hey there. No need to judge TV. Or more likely your phone. You're watching. Hai bài rồi ha. Còn mấy bài nữa ha? Bốn bài hả? Còn hai bài nữa hả? Ok, bây giờ nghiện tí nha. Rồi, nghiện tí. Only one change. Bác sĩ Hào. Chào anh. Xin mời anh Hào, xin mời bác sĩ Hào ra đây. Xin mời bác sĩ Hào. Khoan ăn bánh đã. Khoan ăn bánh, xin mời bác sĩ Hào ra đây. Bác sĩ Hào đứng ngay đi, đi xa qua đó để mọi người thấy. Rồi, Thủy Tiên có lời với bác sĩ Hào. Dạ, giới thiệu với các bạn, các anh chị. Đây là bác sĩ Hào, kim thời chích. Ngày hôm qua Tiên, mấy hôm nay Tiên rất là đau. Thế hóa, đi không được. Nhưng mà hôm qua nhờ bác sĩ Hào chích cho một mũi thuốc. Hôm nay anh đã lắc hết. Không biết quý vị có nghe rõ không? Mấy ngày hôm nay Thủy Tiên không đi được. Hôm qua bác sĩ Hào tới chích một cái. Không biết là chích ở đâu. Mà hôm nay Thủy Tiên sẵn sàng nghỉ thuốc. Thành ra cảm ơn bác sĩ Hào đã có một cái kim rất là hay. Mà bây giờ xin bác sĩ Hào cho biết chi tiết về chích ở đâu không? Bây giờ không nhớ thì chích chỗ nào nữa. Nghe nói thì là bác sĩ Hào rất là hay, không muốn cần nhìn, chỉ cần rờ thôi là biết phải chích chỗ nào rồi. Mà rờ mà nhiều khi đúng chỗ không cần chích cũng đi được. Rồi kế đến mình sẽ có bài nhạc Pháp, kỹ sư âm thanh rồi ha, tình cho không bướng không, do ca sĩ Hoàng Anh Đại lớp 9. Ca sĩ Hoàng Đại đó ha. Ca sĩ Hoàng Anh Đại xin đứng lên. Đại Ngài cũng mới vừa ở Việt Nam qua Mỹ mới được hơn 3 năm, vừa định cư ở Dallas. Hôm nay lần đầu tiên đến dự với lại cùng anh em bạn bè Nguyễn Hiền. Thì cũng mặc phép xin ông mặc bài nhạc Pháp. Đây là bài La Musée Pourri. Quand ces frissons les prendent, nous vivons.
mọi thứ phải đơn. L'amour c'est pour rien, tu ne peux pas le vendre. L'amour c'est pour rien, tu ne peux pas l'acheter. Like you.
Anh đi vào thì là ông rồi vậy đi vào thì anh bước vào và bước
dành vào trong cái bát thập ha, anh ngồi xuống như này quá xuống, thì cái đầu tiên mà nó nhú vào nước thì là cái kia nó nóng quá, anh nhảy lên cái kia, thì cái đó là sau này thì mình biết cái đó nó sensitive, mà vì anh già rồi thì nó mềm thì nó cần sensitive hơn, thì đúng không? Mà anh ngồi xuống và anh nhú cái đó xuống trước thì nó toàn đen, anh nhú cái đó xuống trước và anh sensitive, thì từ đó về sau là thôi, cái đó là lần cuối cùng anh tắm nước nóng ở trong hồ. Rồi talking about the sensitive skin là cái da mà sensitive, dạ không, không dám nói da đầu đó bác ạ, cái da đó đó, cái dời sinh đó mà, cái da đó nó sensitive, rồi đôi khi nó rất là mềm, đôi khi nó rất là cứng, nó lên xuống bất ngờ lắm, mình không có đoán trước được, nhưng mình là đàn bà mình có đoán được, đàn bà mình đoán được. Thì em có cái chuyện như thế này là có cái về Việt Nam thì có người, cái hàng người ta bán cái bóp đó, cái bóp tất nhiên là cái ví mà mấy bà đeo đó, cái purse đó, handbag đó, thì nó nhỏ tí như này mà nó nói giá rất là cao. Thì cái ông đó ông tới ông nói đó, cái bà nói thôi cái ví nhỏ tí không có để đủ cái credit card nữa, mà gì mà bán giá cao quá, không mua đâu. Thì cái cô mà bán hàng cô nói dạ không đâu chị, nếu mà chị mang chị sờ cái bóp này, chị về chị sờ một tí là nó phồng lên lớn đó, tại vì cái da này rất là đặc biệt. Thì lúc bây giờ cái người mua hỏi cái da này là cái da gì, thì cái da là cái da sensitive của người Việt Nam mình hay là người đàn ông á, họ lấy cái da đó họ làm ra cái bóp này, thì là mấy bà mua về cứ sờ sờ mó mó một tí là nó phồng ra là cái bóp lớn. Cảm ơn anh chị. Quên, có một điều này nữa, em xin phép anh. Là cái năm này là năm cọp, thằng này em chúc các chị tối nay về bắt cọp. Nhưng các bạn biết đi bắt cọp rồi thì không? Nhớ nhá, hôm nay là năm cọp, phải đi bắt cọp nhiều. Dạ. Cảm ơn chị Châu. Dạ. Nhưng mà sau đó đi tắm sau có chuyện gì xảy ra? Tao luôn rồi, tưởng là sau đó tối có chuyện gì, ngày hôm sau có bầu không? Dạ. Ok rồi, sau đây ok, bây giờ 15 phút nữa lớp 7 sẽ có một màn vũ để mến tặng các bạn ở đây. Bây giờ mấy cô lớp 7 đang đi thay quần áo. Rồi, để tiếp tục chương trình sẽ là bài bây giờ xin mời ca sĩ lớp 7 nữa để hát bài Cánh Hồng Phai. Rồi lớp 7 này chịu khó nghe đó nha, được đó, lớp 7 này chịu khó, chắc là kỳ sau lớp 7 tổ chức là reunion nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chẳng còn lấy chút. Anh mơ mùa nắng chất chứa buồn phiền, cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối trái tim vỡ tan. Hẹn nhau nơi cuối cuộc đời, sẽ có với nhau giây phút tuyệt vời. Là đời đông như trong mơ, để lại vơ vơ nỗi đau.
một hoạt cảnh. Và sau đây xin giới thiệu hoạt cảnh về thôn xưa. Ơi, em nhớ em về thôn xưa của mình nha. Đi chờ à? Đi bạn bè anh chờ quá xa đi kìa. À, đi lẹ lên chứ. Ủa có bao nhiêu chi mà đi chậm rì đi, bây giờ thôn của tôi mà bằng băng về con gốc đi sao đây? Đẹp không đi. Bây giờ muốn tôi làm cái trang, bây giờ người ta tôi chờ người ta về chứ, phải không? Tao đây tôi lúa cái này chứ, lúa chút xí rồi nó lẹ lên, không cảm người. Cảm mùa đó, cảm mùa. Nó lỡ rồi cảm bây giờ nó sợ cảm. Bây giờ mình đi đâu đi em? Mình đi về thôn xưa của em á anh. Thì về thôn xưa của em mà mặc đẹp mà sập sexy á. Gì mà sexy hả? Quý vị có thấy sexy không vậy quý vị? Sexy mà có đẹp không? Đẹp. Con dần thôi xin tha cho anh đi, tha cho anh. Một chú heo. À tối đến đây một chú heo hả? Cô hai ơi,
Cô hai ơi. Gọi em hả? Anh gọi em chứ không phải hai. Được à? Ok. Trời ơi sao nó xinh như thế. Anh hỏi đường em đi được không? Răng. Ok. Đường về thôn quê của em ở đâu? Ở Tủ, cách Đà Nẵng thế. Thôi anh về thẳng em đi. Ok, thôi chúng ta đi. Bài gì lấy phải hát bài gì đây? Đến với quý vị bạn yêu anh và mẹ anh trai tuyệt. Yeah.
Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri,
nous n'irons plus jamais. Mais je me souviendrai des premiers rendez-vous que tu m'avais donné. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Nous n'irons plus jamais, plus jamais, plus jamais. Các bánh sinh nhật cho lớp 9. Sinh nhật bạn. Sinh nhật gì? 60 muộn. Trễ 2 năm. Sinh nhật này là sinh nhật 60 tuổi, trễ 2 năm. 60 tuổi trễ 2 năm á. Thành ra tối nay sẽ các bánh sinh nhật lớp 9 60 cộng 2 với lớp 7 thì được là 60 đúng 60 năm nay hả? Lớp 7 là 60 tuổi. Lớp 7 là 90 tuổi. Lớp 7 là đúng 60 đó. Lớp 7 là 60. 60. Còn mình 62. Lớp 60 mà sao nhìn già quá này. Sao nó già quá. Ok rồi. Bây giờ chị Thanh Hà đã đem bánh ra để cắt bánh cho lớp lớp 70, lớp 7 nè, 60. Xin mời các em lớp 7 lên chỗ cái bánh để hát bài Happy Birthday rồi cắt bánh. Rồi, xin mời các em lớp 7. Vô đi rồi rồi mình quay lúc đó nha. Ăn đi sẵn mặt mì. Đi ăn sẵn mặt mì nha. Lội mặt tao. Các em lớp 7 lên đi chưa? Rồi. Hả? Tôi thấy là tụi em có trung tâm giáo dục rằng là có giáo dục. Đúng rồi nè, quay qua nè. Rồi xin mời lớp 7 ra đứng trước cái bàn trung tâm giáo dục. Được chưa? Lớp 7 nó đứng. Cho tụi em biết là em đứng ở trung tâm giáo dục rằng là mấy kia không có giáo dục. Trung tâm giáo dục nó có giáo dục nữa. Được chưa? Cầm dao. Ok, hát nha, hát nha. Hát không? 1, 2, 3. Happy birthday to me. Rồi, thank you. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday dear birthday. Happy birthday to you. Chúng em thành thật đội ơn mấy anh chị. Mấy em đứng là mấy em đứng nhà để nói vui. Đúng rồi, đúng rồi.
đứng ra phải đứng ra cho thấy mình trung mình giáo dục đàng hoàng. Ngồi xuống được, được ngồi xuống. Ngồi xuống được. Xin mời cô Lập đã trở về với lại các senior citizen mới bước qua lục tuần. Đây, ngồi đây. Ok, đây. Ok nè. 1, 2, 3. 1, 2. Rồi mời Chí Tiến. Dạ, Chí Tiến ra luôn. Chụp hình. Mời Chí Tiến. Chắc là nhờ Thanh lên chụp hình hộ cái này. Dạ, thank you Thanh. Bây giờ là sẵn siêu, sẵn siêu. Với là Pháp là hơi Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thế để đợi chị rồi. Chị vô rồi. One, two, three. Wait, wait, 1, 2, 3, đợi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Nhớ không? Quay nè. Rồi tôi hát nhắc mấy câu nha. Big look for, big look for, big look for me there. Bun nên nè, ru nè loi, bun nè nè khó mèo. Oh, big look for, big look for, big look for me there. Qui s'en va tout en soufflant dans les grands sapins verts. Joyeux, joyeux Noël, aux mille bougies que chantent vers le ciel les clochers de la nuit. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Vỗ tay. Sao hát gì mà có nghe chữ bougie trong này nghe ghê quá nha. Có chữ bougie trong này á. À, chữ này là chữ cấm. Tặng các anh chị và các em một bản nhỏ. Thật ra thì cái bản nhạc này thì cũng phải không tặng riêng ai nhưng mà tặng cho tất cả những người nào đẹp. Một người thôi nha. Ok. Một người thôi nha. Đừng có nhiều quá nha. Một người thôi nha.
cái ông Ni Thiền á, nhậu thì nhẹ, chồng thì con kiểu gì mà không có mặt, ngày nào cũng đi nhậu rồi đi nhẹ. Ông ơi, ông đâu rồi? Nhậu nhẹ thôi, về đây. Đúng rồi, rồi vợ ơi, con gì đâu mà giả quân. Đúng rồi, ác phụ. Đi đi. Ông ơi, thì thay nó lộn, nó lộn. Đàn bà thứ này á, xin lỗi, chị không nói luôn. Nó dữ quá đi. Quý vị có biết không, hồi xưa á, 1000 năm trước á, ta gọi là gì, nương tử. Ở 100 năm rồi thì gọi là thê tử. Bây giờ là sư tử. Mà sư tử chưa xong đâu. 100 năm sau thời con cháu mình nó có nguyên tử. Cho nên là chết thấy một chùm trong mà chết một người đó. Mà sư tử này á, sư tử cầm gọi là cầm gì, cầm phinh con cọp nó chết. Hồi xưa đi hỏi bả đâu có tên này đâu. Hồi xưa là giấu tuổi, nói là em là tuổi con mèo. Đâu biết cọp nó không lấy mèo. Sao lấy xong xuôi về gặp Giạc Mẫu Đại Nhân. Giạc Mẫu Đại Nhân mới nói là nó là tuổi con cọp con. Lúc đó lỡ rồi, nên phải chịu. Mắt đã lỡ mắt trinh rồi, lỡ mắt đời trai rồi, cho nên phải chấp nhận chuyện tương đau thôi. Cho nên là lỡ quá mấy bà đây, bà dữ quá chị không nổi, nhưng mà thôi cũng phải đáng chịu anh Hỷ. Đáng rồi. Nhưng mà khổ của mấy bà này có vậy. Anh ơi, anh đem tiền về, mà em không muốn anh đi làm. Không đi làm làm sao mà có tiền. Muốn em luôn luôn ở bên cạnh em, có tiền, có đầy đủ hết, mà không cho đi làm. Không cho đi làm, khổ lắm. Đây là câu chuyện này em muốn nói hôm nay á, là em cũng là hồi xưa mới trước khi mà gặp vợ em á, em là ca sĩ chuyên nghiệp. Ca sĩ rất là chuyên nghiệp luôn. Một lần em ca một đêm á, là thật sự á, nguyên nhà em xài 3 năm không hết. Xài không hết. Dép nó quăng lên á, mẹ em xài nguyên nhà, vợ con xài hoài, xài 3 năm xài hết luôn. Dép không hả? Sao xài cho hết? 3 năm xài cho hết. 3 năm thấy cũng là xong. Rồi em phải bỏ nghề. Rồi đi làm bếp. Nấu ăn là em nấu số 1 luôn, bảo đảm không ai nấu lại đâu. Nói ra con lập con nghe con thấy con buồn. Chờ nấu là bảo đảm cô cũng nấu lại luôn. Em nấu á, thật sự nha, 5000 người ăn mà không có một người nào chê hết. Tại em nấu cho tù nhân ăn mà. Tù nhân nó ăn mà nó chê rồi, chết rồi. Ôi bối. Sao đây là cũng là nó thiệt rồi giờ. Ông vợ bắt đi làm quá. Em đổi ngày mới. Cái ngày này cũng có tiền lắm. Cũng được lắm. Mà em làm thật sự á, em làm một ngày á, không phải nói chảnh nha, không có làm tầm bậy tầm bạ, làm hơi bị cực thôi. Em làm một ngày á, bảo đảm gia đình quý vị ăn 3 năm cũng hết luôn. Thiệt. Bảo đảm. Em làm muối. Bây giờ tuổi già này mà ăn mà uống nhiều tăng xong lên chết làm sao với em là ăn cho hết. Vì là đó là những cái nghề bây giờ là em làm được muối thì cũng ăn không hết. Tiền không có nhưng mà ráng hôm nay tới đi từ họp hôm nay. Thì thấy mấy anh mấy chị ngồi không mà cứ nhìn lên nhìn xuống mà không có ai vui cười hết. Lên nói là mà ai không cười ra tục lét cho nó cười cái đi. Rồi cảm ơn. Chương trình khi mà